Khoảng 8 giờ sáng nay 12 tháng 10, ô tô khách chở 38 người lưu thông hướng Đồng Nai đi Bình Thuận trên cao tốc đến km 17 170 đoạn qua xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam thì xảy ra va chạm với xe tải lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến ô tô dường nằm lao ra khỏi đường cao tốc, tông vào hàng rào bảo vệ. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng, hàng chục hành khách trên xe hoảng sợ, trong đó có ít nhất một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường phân luồng giao thông và xử lý vụ tai nạn. Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa vừa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đuối nước tại hồ sông Mực thuộc vườn quốc gia Bến Én khiến hai học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm. Cụ thể khoảng 13 giờ 30 ngày 11 tháng 10 tại khu vực hồ sông Mực, xã Tân Bình, huyện Như Xuân thuộc vườn quốc gia Bến En, có 6 học sinh lớp 9 đều là người địa phương, rủ nhau ra khu vực hồ sông Mực Trời. Trong khi chèo thuyền, không may thuyền lật khiến hai em không kịp thoát ra ngoài mất tích. Nhận được tin báo, ngành chức năng huyện Như Xuân đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 17 giờ cùng ngày, hai thi thể nạn nhân là QDH và LTTT cùng sinh năm 2010 tại thôn Mai Thắng, xã Tân Bình đã được tìm thấy. Hai nạn nhân tử vong đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định tạm giữ Văn Đình Lương, giáo viên trường trung học cơ sở Võ Trường Toàn liên quan đến vụ việc bị tố cáo xâm hại nữ sinh. Theo thông tin ban đầu, trong thời gian công tác tại trường với vai trò là tổng phụ trách đội, đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục học sinh của mình. Theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự năm 2015, hành vi trên có dấu hiệu của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Công an thành phố Di An đã ra quyết định tạm giữ Văn Đình Lương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, cơ quan chức năng cam kết sẽ xử lý nghiêm minh đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Đà Nẵng vừa liên tiếp phát hiện và bắt giữ các nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán súng trái phép trên mạng lên đến cả trăm khẩu súng qua trinh sát trên không gian mạng, công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện một đối tượng cùng tang vật là gói hàng chứa 4 khẩu súng tại một bưu cục trên địa bàn thành phố. Một rộng điều tra, khám xét khẩn cấp phát hiện lượng lớn súng, phụ kiện và đạn các loại tại nhà của các đối tượng khác. Qua lời khai ban đầu, từ tháng 3 năm 2023, nhóm 3 đối tượng đã thành lập các kênh mạng xã hội quảng bá, hướng dẫn và mua bán súng, đến nay lên đến hơn 100 khẩu súng các loại đáng nói nhóm đối tượng này sử dụng mạng xã hội để thực hiện các video hướng dẫn mua bán độ chế súng và phụ kiện tạo nên các vũ khí nguy hiểm và bán ra cho nhiều người